đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã khởi tố, bắt tạm giam ổ nhóm đòi nợ thuê kiêm dịch vụ đánh ghen thuê. Các đối tượng trong vụ án gồm Đoàn Văn Hưng sinh năm 1991, Trương Công Ba sinh năm 1996, Cao Văn Tiến sinh năm 1999 và Lê Văn Cường sinh năm 1990. Được biết, nhóm này thường xuyên đăng bài nhận đòi nợ thuê trên các trang mạng xã hội, đồng thời thu nhận các thanh niên mới lớn tham gia vào băng đảng của mình để đi đòi nợ thuê. Các đối tượng này được trả lương theo từng phi vụ, tùy vào mức độ khó, dễ. Riêng mỗi vụ đánh ghen thuê, các đối tượng nhận giá 5 triệu một lần theo dõi. Giá tiền mỗi phi vụ đánh ghen thuê tùy thuộc vào mức độ dằn mặt theo yêu cầu của khách hàng. Nếu thân chủ muốn đánh ghen kiểu dằn mặt cũng được, giá hữu nghị là 30 triệu. Hình thức này chỉ ở mức gọi điện dằn mặt, hù dọa dăm ba câu, sau đó cho người gặp mặt nói chuyện phải trái. Kết quả của mỗi cuộc đánh ghen thuê phụ thuộc vào thái độ, nhận thức của nạn nhân, tương đương với mức độ đánh ghen. Trước đó, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Mai, 30 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, cùng hai bị can Vũ Hoàng Long, sinh năm 1992, có một tiền án, hai tiền sự, trú tại quận Đống Đa, và Nguyễn Công Anh, sinh năm 1994, về hành vi làm nhục người khác. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do Mai phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với chị N, 22 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân. Dù bản thân Mai đã nhiều lần khuyên nhủ chồng chấm dứt mối quan hệ này, nhưng chồng Mai vẫn cố tình dây dưa. Một hôm, Mai nhận được nhiều tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung khiêu khích, có chồng mà không biết giữ. Uất ức vì chồng phản bội, giờ lại bị chính bồ của chồng nhắn tin chọc tức, khiến Mai cảm thấy quá sức chịu đựng. Mai quyết tâm tìm tình địch để dằn mặt. Biết N làm thẩm mỹ, Mai hẹn N đến một căn hộ chung cư thuê ở đường Lạc Long Quân, phường Xuân La để làm đẹp. Biết chắc đến đó kiểu gì cũng xảy ra xô xát, đề phòng bị đánh, Mai thuê Vũ Hoàng Long làm nghề ship hàng, đi cùng để bảo vệ, xong việc sẽ trả tiền công. Mai nhờ mua hộ chiếc tông đơ để đe dọa N, nếu phản kháng thì sử dụng tông đơ cắt tóc tình địch. Khi nhận được điện thoại về việc đi bảo vệ Mai, Long đã gọi thêm Nguyễn Công Anh đi cùng. Đến nơi, nhóm của Mai xông vào căn hộ. Long và Công Anh ngồi lên giường giữ tay chân N và ghì xuống, còn Mai vừa chửi vừa xông vào dùng tay đánh, tát vào đỉnh đầu của nạn nhân, thậm chí dùng tông đơ đánh đập N. Trong suốt quá trình đánh ghen, nhóm của Mai dùng điện thoại quay lại. Màn đánh ghen kết thúc, N đến Công an phường Xuân La trình báo. Ngày 15 tháng 5, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố bị can đối với Mai cùng hai đối tượng Vũ Hoàng Long và Nguyễn Công Anh về hành vi làm nhục người khác. Được biết, các đối tượng đánh ghen thuê đều trẻ tuổi và manh động. Đa phần các đối tượng này quảng cáo chỉ là đòi nợ thuê, hợp đồng thỏa thuận miệng với nhau, sau đó thực hiện các hợp đồng theo yêu cầu của khách. Nhiều vụ đánh ghen thuê xuất phát điểm chỉ là dằn mặt, đe dọa, nhưng sau đó thường dẫn đến nhiều hành vi vi phạm khác như cướp tài sản, làm nhục người khác, cố ý gây thương tích. Trên mạng xã hội, đánh ghen thuê là dịch vụ được quảng cáo hết sức công khai và rất rầm rộ. Bất cứ ai có nhu cầu đều được tư vấn tận tình, chi tiết ở nhiều mức giá khác nhau, tùy vào từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt, các dịch vụ đánh ghen ngoài công khai còn có các nhóm kín, hoạt động trá hình dưới mác công ty bảo vệ, công ty thám tử. Với các nhóm đánh ghen này thì mức độ có thể sẽ đi tới cùng một khi thân chủ chịu chi. Trên một website chuyên dịch vụ thuê thám tử đánh ghen có tên PT, quảng cáo rất chi tiết, từ giới thiệu nhân sự, cách thức đánh ghen cho đến phí dịch vụ. Văn phòng thám tử PT đã có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thuê thám tử, phục vụ cho hơn 20.000 khách hàng khắp 63 tỉnh thành. Đội ngũ quản lý và thám tử đều là các cán bộ công an về hưu, bộ đội xuất ngũ. Thám tử được đào tạo bài bản với trình độ chuyên môn cao, cũng như am hiểu luật pháp Việt Nam.
Văn phòng PT còn khẳng định, dịch vụ hoạt động dựa trên hệ thống pháp luật hiện hành. Các dịch vụ dằn mặt đánh ghen, đòi nợ đều hợp pháp, không gây ra bất kỳ tổn hại đến đối tượng. Thám tử PT còn có thâm niên về các hoạt động dằn mặt đánh ghen hay đòi nợ. Chúng tôi chọn nhiều phương cách phù hợp với từng mục tiêu đối tượng. Phương pháp đánh đúng trọng tâm, điểm yếu khiến đối tượng phải e dè, khiếp sợ. Vì vậy, hiệu quả cung cấp dịch vụ của PT luôn rất cao. Sau khi quảng cáo về dịch vụ, văn phòng PT còn không quên đưa ra các phương thức thực hiện. Cụ thể, lật tẩy con giáp thứ 13 bằng chứng cứ ngoại tình chính xác như video, ghi âm, hình ảnh. Tố giác với bố mẹ, cấp trên, cơ quan của đối phương về hành vi ngoại tình. Vạch trần bộ mặt đạo đức giả của con giáp thứ 13. Giải tờ rơi, tố cáo hành vi ngoại tình tại cơ quan làm việc, nơi sinh sống của đối tượng. Đăng thông tin, hình ảnh của kẻ thứ 3 kèm bằng chứng cướp chồng lên mạng xã hội, chia sẻ vào các hội nhóm Facebook, bạn bè đối phương. Dùng biện pháp mạnh mà vẫn trong phạm vi pháp luật để dằn mặt trà xanh, nghiêm cấm hành vi dụ dỗ liên lạc chồng của bạn. Dịch vụ đánh ghen thuê không chỉ được quảng cáo trên các website mà trên mạng xã hội như Facebook cũng khá nhiều. Từ một tài khoản trong nhóm đánh ghen, chúng tôi gọi điện đến số điện thoại 097644X và được người tên Hoàng tiếp thị. Người đàn ông này cho biết mình chỉ là nhân viên của một công ty vệ sĩ. Tuy nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đánh ghen thì phía công ty sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Bên em đã phanh phui hàng trăm cuộc ngoại tình tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, giúp nhiều chị em đuổi được con giáp thứ 13 ra khỏi trái tim Đức Lang Quân. Chị cứ an tâm nếu như tin dịch vụ của bên em, đặc biệt là hoạt động trên nền tảng pháp luật quy định. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đến trực tiếp văn phòng của công ty để trao đổi, nếu phù hợp sẽ ký hợp đồng hai bên, nhân viên này ngay lập tức từ chối ngay, với lý do công ty đang sửa chữa. Thấy chúng tôi tỏ ra phân vân, nhân viên này bèn tư vấn, ngày mai em sẽ cho người liên lạc và cho chị biết địa chỉ chính xác. Cứ an tâm nhé, những gói này được bọn em làm cho khách hàng và bảo đảm không bị phát hiện. Còn nếu bị lộ, bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau khoảng 2 tiếng, chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc điện thoại tự xưng là nhân viên của công ty vệ sĩ. Nhân viên này phân tích rất kỹ với chúng tôi những gói đánh ghen được đăng tải trong nhóm kín. Nếu khách hàng ưng gói nào thì sẽ làm hợp đồng gửi qua email để xác nhận. Việc quay clip đăng tải lên mạng xã hội thì làm được, nhưng chi phí lại khác nhau bởi việc quay, đánh đập đăng lên mạng sẽ tốn nhiều thời gian hơn là việc tạt nước sôi, axit. Nếu tạt nước sôi thì giá khoảng 60 triệu đồng, còn đánh đập bắt cóc thì giá sẽ cao hơn hoặc thấp hơn một chút. Để thực hiện phi vụ nhanh gọn, chúng tôi phải cung cấp hình ảnh, thời gian và những thói quen của người cần theo dõi. Đặc biệt, nếu đồng ý dịch vụ này, chúng tôi phải chuyển trước 5 triệu đồng tiền cọc. Khi đã gửi hợp đồng thì phải thanh toán 50%, hoàn thành sẽ thanh toán nốt. Có thể thấy, các dịch vụ đánh ghen thuê này ngày càng nở rộng nhưng đa phần trá hình. Nói đúng hơn, đây chính là cách những tổ chức hoạt động trái pháp luật theo kiểu chộp giật. Hệ lụy của nó rất khó lường. Luật sư Trương Quốc Hòe, trưởng văn phòng luật Intelia cho biết, đánh ghen là vi phạm pháp luật, dễ dẫn đến trọng án. Do vậy, ranh giới giữa bị hại và tội phạm rất mong manh. Thực tế, thuê thám tử hay thuê người khác đánh ghen, dù chưa dùng đến các hành vi nghiêm trọng như tạt axit và nước sôi vào tình địch, thì vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Bất luận người thuê không trực tiếp thực hiện hành vi, thì vẫn có thể bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, nếu thêm hành vi tung lên mạng xã hội clip đánh ghen theo yêu cầu của người thuê, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do vậy, cần tỉnh táo trước mỗi cơn ghen, bởi chỉ phút nóng giận nhất thời cũng có thể rơi vào vòng lao lý lúc nào không hay. Luật sư Hòe cho biết, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử lý hành chính, khoản 2 điều 5 Nghị định 167/2013 NĐ-CP quy định,
phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 với mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác. Điều 121 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật thì đối tượng thực hiện hành vi có thể bị phạt tới 7 năm tù.